Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài phần mềm MathTie, là phần mềm vẽ công thức toán học, công thức. Cách cài đặt thì đầu tiên các bạn phải tải về MathTie, thì mình đã tải sẵn phiên bản MathTie 7.4.4. Thì sau khi mà tải xong, các bạn giải nén ra thì các bạn sẽ có hai file. File thứ nhất là file cài đặt và file thứ hai là file kích hoạt. Thì các bạn ấn vào file cài đặt, ấn nhiên thì chúng ta sẽ cài đặt như bình thường. Các bạn chờ một vài phút để quá trình cài đặt được diễn ra. Thì sau khi mà cài đặt xong thì chúng ta sẽ tiến hành kích hoạt. Thì trong quá trình cài đặt thì chúng ta sẽ chỉnh sửa một vài file, một chút về cái file kích hoạt nhé. Cái file kích hoạt này các bạn chuột phải vào. Thì ở đây nó đang dạng text thì chúng ta sẽ không thể sử dụng được. Thế nên là chúng ta sẽ đổi sang thành dạng là chấm. Chúng ta sẽ quay lại phần cài đặt một chút nhé. Thì chúng ta ấn OK. Ấn nhé. Chúng ta ấn exit. Đấy, sau khi mà chúng ta đã ấn cài đặt xong thì chúng ta sẽ kích hoạt cái file này. Thì các bạn mở file kích hoạt này ra thì nó cũng chỉ là một cái dạng code như này, thì chúng ta không thể sử dụng hay là kích hoạt lên được. Thì các bạn sẽ đổi cái file này sang một cái đuôi khác để chúng ta sử dụng. Thì chúng ta sẽ ấn vào Propit, chuột phải và chọn Propit. Chúng ta ấn .reg. Ở cái đuôi kích hoạt này chúng ta sẽ ấn đuôi reg. Hoặc các bạn có thể lưu nó lại thành một cái file khác có đuôi .reg. Nếu các bạn sử dụng Win đời cao thì các bạn ấn save as, bạn chọn all file .reg.save. Yes. Sau khi mà chúng ta đã có cái file này rồi thì chúng ta có thể ấn như này, thì chúng ta vẫn chưa thành công nhé, thì các bạn phải làm lại nhé. Đây, sau khi mà chúng ta lưu thành file chấm đuôi reg này, reg này sẽ đổi thành định dạng này. Rồi chúng ta sẽ ấn chuột phải hoặc kích đúp vào nhé. Để bình thường mình sẽ ấn chuột phải hoặc chọn cái dòng đầu tiên này, hoặc không mình kích đúp vào cũng được. Đấy, các bạn cứ đồng ý yes thôi. Chúng ta ấn OK. Đấy, như vậy là chúng ta đã kích hoạt thành công cái phần mềm MathTie này, thì các bạn có thể kiểm tra nó. Đấy, đây là phần mềm MathTie mà sau khi chúng ta cài đặt xong. Phần mềm này nó cũng sau khi cài xong thì cũng sẽ tích hợp được ở trong Word luôn nhé, thì các bạn cũng có thể mở Word ra để chúng ta xem nhé. Thì đây là cái phần mềm hoạt động độc lập này. Đấy, đây ở trong Word thì nó sẽ hiển thị ở dưới dạng một cái thanh công cụ MathTie như này. Đấy, thì các bạn cũng có thể chỉnh sửa trong Word. Đấy, như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách cài đặt phần mềm MathTie. Trên phần máy MathTie, sau khi các bạn active kích hoạt xong thì sẽ gia hạn cho các bạn 27.000 ngày nhé. Thì như này các bạn cứ ấn continue thôi. Ok. Bình thường nếu không kích hoạt lên thì chỉ sử dụng được khoảng 15 ngày thôi nhé. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.